chào các bạn, mình Thánh Kim Phí đây. Hôm nay mình lại quay cho các bạn trang các mẫu sâu quẩy quốc pha của bên mình các bạn nhé. Đây anh em ạ, đây là sâu quốc pha phi 12 của mình này. Bên mình có hai loại nhé. Bên mình có hai loại, loại 10 và loại 12 các bạn nhé. Sâu bên mình được lựa chọn thép rất là, cái độ cứng và độ dẻo rất là tốt anh em ạ. Khi mình chấn gấp như thế này nó không bị dạn, không bị dạn nha anh em nhé. Cho nên anh em về đóng, anh em về đóng thì nó không bị gáy, không bị gáy mỏ. Cho nên là anh em dùng thoải mái nhé. Bên mình có hai loại, loại 12 là loại 10, đây là loại 12 anh em. Nếu anh em cần loại sâu cốt pha mà để mà dùng về để gấp cột, gấp cốt pha thì cứ gọi cho mình. Mình ship toàn quốc anh em nhé. Đây mình cứ đóng 250 con một một bao anh em ạ. 250 con một bao anh em nhé. Đây anh em nhìn sâu bên mình là làm rất là nhìn, cái độ cân xứng rất là chuẩn luôn anh em. Trăm con như cả trăm anh em nhé. Rất đẹp luôn. Cái độ chấn gấp của nó rất là đều nhau. Thế nên anh em nếu mà anh em cần thì cứ gọi cho mình. Những sản phẩm bên mình là được ship toàn quốc anh em ạ. Mình nói lại bên mình có hai loại, loại 12 và loại 10. Còn đây là loại 12 này anh em. Mình chỉ đóng bao 250 con một bao anh em nhé. Thép bên mình được lựa chọn loại thép rất là tốt luôn. Nó không bị dạn nứt, nhiều trường hợp người ta không chọn thép bị dạn, đây là khi đóng vào là nó sẽ bị gáy mỏ này anh em ạ. Khi ghép vào đóng vào phôi thép của mình được lựa chọn rất là kỹ luôn anh em ạ. Cho nên là cái chất lượng sâu cốt pha của mình là rất là tốt luôn anh em nhé. Anh em đóng vào nó không bị gáy, độ cứng vừa phải, cho nên là không gáy, anh em thoải mái mà dùng. Cái phôi của mình chặt ra này này anh em. Mình chuyên bán các loại máy đột dập các bạn ạ. Chuyên bán các máy đột dập và chuyên gia công các loại cuôn trên máy đột dập anh em, các loại cuôn anh em nhé. Nếu anh em làm cơ khí mà cần cuôn và cần máy đột dập hai cầu thân thép từ to đến nhỏ thì gọi cho mình. Số Zalo mình để trên màn hình để anh em nhé. Mình bán tất cả các tỉnh thành nhé. Nếu anh em mà cần sâu cốt pha 10, 12 thì cứ gọi cho mình. Mình sẽ ship cho anh em làm nhé. Mình ship toàn quốc nha anh em nhé.
Khi mình hoàn thiện là mình sẽ đóng 250 con một bao anh em nhé. Nếu anh em cần thì gọi mình nhé. Số Zalo mình gửi trên màn hình đấy anh em nhé.